Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên channel Không Giới Hạn New. Mình là ai thì chắc là các bạn cũng biết rồi, nên là không cần phải giới thiệu thêm nữa. Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta thì luôn nổi tiếng với những bụi cây biết nói, khiến cho kẻ địch cứ phải sợ hốt cả hền mỗi khi nhắc đến. Trong thế giới động vật cũng có không ít nhân tài có khả năng ngụy trang siêu cấp VIP Pro như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đây là những loài nào nhé. Và còn chần chừ gì nữa, bắt đầu chương trình thôi nào. Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1, tắc kè đuôi lá. Đầu, xem cái hình dạng em tắc kè này nó như thế nào nào. Ủa sao không thấy cái gì nhỉ? Anh edit lại chôn mình rồi. À mà không phải, nhân vật chính của chúng ta đây rồi các bạn ạ. Đúng là nhìn muốn nổ cả đom đóm mắt thì mới thấy, lên hình rồi mà vẫn ngụy trang để bịp mình mới ghê. Như tiêu đề của video thì đây là loài tắc kè đuôi lá, hay còn có tên gọi cúng cơm là tắc kè quỷ sa tăng. Chúng là loài bản địa trên đảo Madagascar. Loài này khá là nhút nhát và không thích bị quấy rầy. Vì vậy, chúng khoái chơi trò ẩn nấp để có cuộc sống yên bình. Tắc kè đuôi lá thích ngủ ngày cày đêm. Đây là một trong những lý do tại sao chúng cần ngụy trang thật là tốt. Cơ bản là vì ban ngày chúng thường mệt và chỉ khoái ngủ thôi. Nếu như trong lúc ngủ mà bị phát hiện bởi bất kỳ kẻ săn mồi nào thì cũng đều là xin vĩnh biệt cụ. Loài tắc kè này sở hữu trang phục giống như một chiếc lá hoặc là rêu, giúp chúng hòa làm một với cây cối xung quanh. Bên cạnh đó, chúng còn được trang bị luôn cái đuôi hình chiếc lá với mục đích rõ ràng là để ngụy trang tốt hơn nhằm đánh lừa kẻ thù. Các bạn thấy không, đến mình mà chúng nó còn dám lừa thì nó còn ngán ai nữa chứ. Mặc dù rất là a cay vì bị lừa, nhưng mình không thể nào phủ nhận rằng tắc kè đuôi lá là một chuyên gia trong việc né tránh kẻ săn mồi. Không chỉ bởi khả năng bắt chước mà còn thông qua một số hành vi khác. Chúng có thể làm phẳng cơ thể, tự mở rộng hàm để lộ cái miệng đỏ tươi đáng sợ. Trong trường hợp thất bại trong việc ngụy trang, chúng sẽ chơi bài ngửa luôn, tức là sẽ làm rơi cái đuôi của mình nhằm đánh lừa kẻ săn mồi như ba loài tắc kè khác. Và chào kẻ đã lừa mình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật tiếp theo. Số 2, cá ngựa lùn. Trước mắt các bạn là loài cá ngựa lùn. Chúng là một trong những loài cá ngựa nhỏ nhất trên thế giới, nhỏ hơn cả một cái kẹp giấy. Ngụy trang là một tuyệt chiêu quyết định sống còn của chúng, vì đó là cách duy nhất giúp chúng trốn tránh những kẻ săn mồi. Những con cá ngựa lùn quá nhỏ và quá mỏng manh dễ vỡ để có thể đối đầu với những kẻ thù ngoài kia. Vì vậy, nếu như không tìm được một nơi trú ẩn an toàn thì chúng sẽ chết. Do đó, chúng dành cả cuộc đời của mình để sinh sống và làm việc trên một loại san hô có tên gọi là quạt biển. Những con màu da cam sẽ sống trên quạt biển màu cam, những con màu tím thì đương nhiên là phải định cư trên quạt biển màu tím. Điều này thì cũng dễ hiểu, bởi vì ở nơi đó thích hợp cho chúng ngụy trang. Mình đố các bạn biết, cá ngựa lùn tìm kiếm loại san hô phù hợp với màu sắc của bản thân, hay là chúng sẽ thay đổi màu sắc để phù hợp với màu của san hô? Các bạn có 5 giây để bình luận và comment xuống phía bên dưới nhé. A few moments later. Ok, bây giờ thì các bạn hãy theo chân mình để tìm hiểu câu trả lời. Đến ngay như cả các nhà sinh vật học thì cũng phải vò đầu bứt tai khi gặp phải câu đố hóc búa này của mình. Và sau đó thì họ đã thu thập một cặp cá ngựa lùn màu da cam đang đến tuổi cập kê về để làm thí nghiệm. Hàng ngày, cặp cá ngựa lùn biểu diễn điệu nhảy tán tỉnh và cho các nhà khoa học ăn cơm tró triền miên. Không, nó là cơm cá ngựa mới đúng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng họ cũng nhìn thấy những chú cá ngựa con chui ra khỏi túi. Út tà tà, các em bé cá ngựa lùn có màu nâu xỉn xỉn các bạn ạ. Tiếp đó thì các nhà khoa học cung cấp một cái mảnh quạt biển màu tím cho chúng cư trú và câu trả lời cho câu hỏi hóc búa đã hiện ra. Những em cá ngựa có màu tím tái, trong khi bố mẹ của chúng lại có màu cam. Ai không biết lại bảo đây là con ông hàng xóm cho mà xem. Xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng nhé. Cá ngựa lùn biến đổi màu sắc để phù hợp với môi trường sống xung quanh, giúp ngụy trang và né tránh kẻ thù. Số 3, cú. Không chỉ có dáng ngủ bá đạo, cú còn là một trong những bậc thầy ngụy trang với khả năng ngồi yên bất động cùng với màu sắc của bộ lông hòa nhập với môi trường. Điều đó giúp chúng gần như vô hình trước con mồi. Cú có xu hướng bắt chước màu sắc và các kiểu họa tiết của môi trường xung quanh chúng. Cú tuyết khoác lên mình bộ lông màu trắng với họa tiết lông chấm bì, giúp chúng hòa làm một với khung cảnh tuyết phủ trắng xóa. Một thông tin bổ sung dành cho bạn nào chưa biết, đó là cú tuyết còn nắm trong chân tài lẻ, đó là khả năng cất cánh thẳng đứng như là một chiếc máy bay trực thăng ngay từ vị trí đứng của mình. Đó là một cách phòng thủ tuyệt vời để bảo vệ bản thân và gia đình. Tiếp theo, bộ lông màu lốm đốm của loài cú vằn cho phép chúng ăn trực nằm chờ giữa rừng cây rụng lá mà không sợ bị ai phát hiện. Loài cú gỗ có đốm cũng không kém cạnh gì cả.
Chúng khoe các bộ lông màu nâu rám nắng pha chút đen xì xì, khiến chúng gần như không thể nhìn thấy, đặc biệt là từ phía sau. Muốn phát hiện ra sự có mặt của những bậc thầy ngụy trang thì chỉ có thể thông qua tiếng la hét của chúng hoặc là đôi mắt sặc sỡ độc quyền mà thôi. Kết hợp khả năng ngụy trang siêu cấp VIP Pro với tài năng bay không tạo ra tiếng động, giúp cú trở thành những sát thủ vô hình. Số 4. Leptocephalus. Leptocephalus có hình dáng dẹt phẳng và trong suốt, chúng là ấu trùng của loài cá trình thủy tinh. Loài này trong suốt đến mức chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy cả lớp cơ mỏng cùng với các khối cơ xương ngay từ phía bên ngoài của chúng. Hơn nữa, các cơ quan của chúng cũng rất nhỏ và chúng chỉ có duy nhất một ống ruột đơn giản. Tất cả những điều trên đã tạo thành một cao thủ tàng hình mà ngay cả anh Edit và anh Cameraman cũng bị chúng qua mặt luôn. Ấu trùng này có khả năng ẩn thân chi thuật thượng thừa nên đã không bị bê lên sóng trong chương trình về những loài động vật trong suốt. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nếu như dễ bị phát hiện ý, thì kẻ thù làm thịt chúng hết. Ở dạng ấu trùng, chúng không có các tế bào hồng cầu, cho đến khi chúng dậy thì thành cá trình thủy tinh con thì hồng cầu mới xuất hiện. Ấu trùng thích làm việc mờ ám trong bóng tối. Vào ban đêm, chúng sống ở độ sâu 100m so với mặt nước biển, nhưng vào ban ngày, chúng sẽ di chuyển xuống sâu hơn một chút. Leptocephalus có chiều dài từ 5 cho đến 30cm, tùy thuộc vào mỗi loài. Khi đạt đến kích thước tối đa, chúng sẽ bắt đầu lột xác trở thành cá trình thủy tinh. Lúc này có thể chúng sẽ được tô điểm thêm những màu sắc khác và không còn trong suốt nữa. Số 5. Lichen Katydid. Đây là giống côn trùng họ muỗm thường sinh sống và làm việc tại vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ. Có lẽ các bạn chưa thấy chúng bao giờ vì chúng có khả năng ngụy trang cực kỳ tốt. Các bạn cứ phải mắt nổ mắt xịt thì may ra mới phát hiện được ra loài này. Thêm vào đó thì Lichen Katydid ưa thích sống ở những vùng có vòm lá cây cao trong rừng, những nơi có địa y trên thân cây. Trong điều kiện này thì thậm chí chúng còn khó bị phát hiện hơn. Vài năm gần đây, loài côn trùng này cũng đã đi phượt từ châu Mỹ sang châu Úc. Với hình hài quái dị và độ láo cá của mình, rất khó để có thể phân biệt chúng với môi trường xung quanh. Không chỉ phần chân và râu của chúng giống hệt như những cây địa y, mà ngay cả chiếc áo khoác trên thân của chúng cũng hòa làm một với nơi chúng sống. Loài vật này có những phần thân nhô ra để phục vụ cho mục đích giúp chúng trở nên giống với cây cối hơn. Bên cạnh đó, phần thân dưới có màu sắc giống địa y, giúp chúng trông giống như những cây đang bị lung lay trước gió khi mà nhìn từ dưới lên. Dương ơi, chuẩn bị lên hình nhá! Ôi dồi ôi, quên mất rồi, quên sư mất, hôm nay nó lại trùng chương trình. Thế gì, làm nào bây giờ nhỉ? Không việc gì phải xoắn, việc gì khó, đã có chị lo. Con chị Thảo mà nhỉ? Ok, thế thì còn gì bằng, thế thì chị Thảo xinh đẹp dẫn chương trình giúp em tiếp nhá. Em chạy sang bên không giới hạn Amazing ghi hình tiếp đây. Chào các bạn nhá, bây giờ mình lại là Rương Biết Tuốt đây. Mình không biết gì với rừng bách thú đâu nhá, tạm biệt các bạn. Ok, em cứ đi đi. Xin chào các bạn, mình là Thảo Sợ Ma. Và mình sẽ đồng hành cùng các bạn đến cuối câu chuyện ngày hôm nay. Đang đến phần hay nữa chứ. Bọ ngựa phong lan. Bạn có thể nhìn thấy loài hoa phong lan trong rừng hoặc trong bộ sưu tập của các dân chơi lan từ đột biến đến đột quỵ. Bạn yêu thích loài hoa này và muốn ngửi chúng thì trước tiên, hãy đảm bảo rằng thứ bạn ngửi chính xác là hoa lan nhé. Nếu không, một con vật nhỏ bé có thể sẽ cào yêu vào mặt bạn đấy. Đó là loài bọ ngựa phong lan với sở thích khoái núp lùm. Bọ ngựa phong lan có thân hình màu trắng muốt, điểm thêm là màu hồng sữa ở chân và với bộ móng vuốt nhỏ xinh khiến chúng trông trắng khác gì một bông hoa lan cả. Do đó rất khó để nhận ra chúng giữa cả một rừng hoa. Thậm chí lợi thế giống đến từng milimét khiến loài bọ ngựa này đã dùng skill ẩn thân chi thuật vừa để trốn khỏi kẻ săn mồi vừa để săn côn trùng. Bất kể là ong hay là côn trùng nhỏ nào, chỉ cần lơ là một chút thôi thì... Ây à! Trong nháy mắt, những con mồi xấu số đã nằm gọn trong cặp song kiếm của loài bọ ngựa phong lan này. Với bản năng sát thủ cùng khả năng ngụy trang có 102, chúng khiến con mồi chết mà chả hiểu tại sao mình chết luôn. Cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ hay còn gọi là cá đá, thường an cư lạc nghiệp ở các vùng biển Thái Bình Dương. Chúng có cái đầu to chà bá cùng cái miệng ba chà tó. Cái miệng này mà đi khẩu nghiệp thì không có đối thủ. Cá mặt quỷ sở hữu đôi mắt nhỏ không hoạt động cùng làn da gồ ghề với những màu sắc phù hợp với môi trường sống xung quanh. Khả năng ẩn mình của cá mặt quỷ thực sự đáng sợ. Dù chỉ đang cách có vài cm nhưng bạn cũng khó có thể phát hiện ra chúng. Với bản chất yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm hay khóc thầm, loài cá này rất thích núp trong đá. Và nếu bạn vô tình, vô ý, vô duyên, vô cớ dẫm lên loài cá này thì xin chúc mừng bạn, bạn đã quay vào ô mất lượt. Bộ gai ở lưng loài cá này với lượng độc cực mạnh có thể khiến bạn bị tê liệt,
suy tim và đau đớn dữ dội cả nửa ngày. Nếu đen hơn thì có thể bạn sẽ bị đoàn tụ với ông bà tổ tiên luôn đấy. Do đó, bạn nên cẩn thận khi đi xung quanh những vùng biển có nhiều đá. Và như vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những động vật có khả năng ngụy trang bá đạo. Các bạn cảm thấy ấn tượng về cách ngụy trang của loài nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng mình bằng cách comment xuống phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này hàng ngày trên channel Không Giới Hạn News. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye!